13 hòa thượng giảng ngày 21 tháng 5 năm 1989 cho tinh thần gá vào người khác dùng miệng người ấy giảng nói kinh pháp. Có hai cách để giải thích ý này, có thể hiểu là ma chiếm đoạt thân xác người khác rồi giảng pháp cho người mà nó đã chiếm đoạt nghe, cũng có thể hiểu là ma chiếm đoạt định lực của hành giả, ngay cả những kiến giải của hành giả có hai cách hiểu như vậy. Khi hành giả ở trong trạng thái tưởng ấm, thiên ma không thể chiếm đoạt và nhiễu loạn tâm hành giả một cách trực tiếp được. Ví dụ như hành giả vô ý múa thái cực quyền và la hét lớn lên, anh ta biết rõ những gì đang xảy ra và biết đó là sai lầm, thì ma không thể nào quấy phá anh ta được. Mặt khác, nếu một người không tu tập gì cả, anh ta sẽ không biết ma nhập ra sao và sự việc diễn biến như thế nào cả. Hầu hết mọi người không có công phu đều rơi vào trường hợp này, ma nhập vào người và nói thông qua miệng lưỡi của người đó. Sau khi ma đi khỏi rồi, ông thử hỏi người ấy điều gì sẽ xảy ra, thì họ không thể nào biết được là vì tâm của người ấy hoàn toàn mê muội, những người không mê muội bởi ma thì sẽ giữ được bản tâm trong sáng có rất nhiều cách hiểu không đơn thuần chỉ có một nếu ông hiểu trong lời kinh nói chỉ có ma nhập vào một người khác thì kiến giải của ông chưa hoàn toàn chính xác có rất nhiều khả năng và mỗi tình huống lại phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau vì thế nó không nhất định trong khi kinh văn có thể được giải thích bằng mọi cách cho có ý nghĩa thì việc phiên dịch kinh không nên hạn cuộc vào một lối giải thích cá biệt. Kinh ví như biển, lời dịch ví như sông, sông có thể chảy về biển bằng nhiều dòng, vậy nên các ông không nên lấy một con sông cá biệt nhỏ nhoi để đại diện cho biển cả mênh mông.